bắn chết bạn nhậu khi nói không nhậu được nữa. Nhiều tàu cá bốc cháy dữ dội, thiệt hại hàng tỷ đồng. Bắn chết bạn nhậu khi nói không nhậu được nữa. Trong lúc nhậu, đang nói với nhân mệt, không nhậu nổi nữa và xin về sớm liền bị nhân dùng súng bắn tử vong. Đối tượng bị công an tỉnh Tiền Giang tạm giữ hình sự là Huỳnh Ái Nhân, 24 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, Tiền Giang. Nạn nhân bị nhân bắn tử vong là Nguyễn Hữu Đang, 17 tuổi, ở xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè. Vào 23 giờ đêm 8 tháng 10, nhân tổ chức tiệc rượu tại nhà, trong đó có Nguyễn Hữu Đang và ba thanh niên khác. Trong lúc nhậu, đang nói với nhân mệt, không nhậu nổi nữa và xin nhân cho về sớm. Nhân nói, nếu mày mệt không nhậu nữa thì tao bắn mày, và bất ngờ lấy trong người ra một vật giống như súng bắn vào người Đang khiến Đang gục xuống. Đang được gia đình cùng người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang. Tại đây các bác sĩ chẩn đoán nạn nhân nhập viện trong tình trạng bị tổn thương các cơ quan trong ổ bụng, sốc mất máu do thủng mặt trước, mặt sau dạ dày, thủng tụy, rách tĩnh mạch chủ dưới nghi do đạn bắn. Các y bác sĩ đã tích cực mổ khâu các lỗ thủng mặt trước và mặt sau dạ dày, khâu tụy, nhưng đến khoảng 5 giờ ngày 9 tháng 10 bệnh nhân không qua khỏi. Sau khi sự việc xảy ra, nhân bỏ trốn, đến chiều 9 tháng 10, qua vận động của cơ quan công an và gia đình, nhân ra đầu thú. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra. Còn nhớ trước đó tại Gia Lai cũng xảy ra trường hợp đối tượng bắn chết bạn nhậu chỉ vì không lưu số điện thoại. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, khoảng 20 giờ ngày 21 tháng 7, Ninh Hà Tên Ních, 34 tuổi, chú làng TPON 1, xã Giang Nam, huyện Công Chơ Ro, uống rượu chung với chị Đinh Thị Hết, 39 tuổi, chú cùng làng, tại khu vực nhà dãy ở làng. Trong lúc uống rượu, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã do chị Hết không lưu số điện thoại của vợ Hà Tên Ních. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Hà Tên Ních đã lấy súng kíp tự chế cất giấu tại nhà dãy bắn vào lưng của chị Hết, sau đó bỏ trốn. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã đưa chị Hết đến cấp cứu tại trung tâm y tế huyện Công Chơ Ro. Đến 22 giờ cùng ngày, chị Hết đã tử vong do vết thương quá nặng. Đến 0 giờ ngày 22 tháng 7, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng và tạm giữ khẩu súng gây án. Nhiều tàu cá bốc cháy dữ dội, thiệt hại hàng tỷ đồng. Từ một tàu cá, ngọn lửa lan sang 3 chiếc tàu khác tạo nên một đám cháy khổng lồ, như một biển lửa trong đêm. Khoảng 20 giờ 25 ngày 9 tháng 10, một tàu cá neo đậu tại khu vực gần với cảng cá Lạch Quen, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, bất ngờ bốc cháy và lan nhanh sang nhiều tàu khác. Nhận tin báo, Ủy ban Nhân dân 2 xã Quỳnh Thuận và Tiến Thủy đã huy động hàng trăm người dân cùng phối hợp với lực lượng chức năng của huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai khẩn trương tập trung cứu hỏa. Tuy nhiên do tàu cá đóng bằng vật liệu gỗ, bên trong lại chứa nhiều dầu nên ngọn lửa bùng phát quá nhanh, trong chốc lát đã cháy lan ra nhiều tàu khác bên cạnh. Qua ghi nhận có ít nhất 4 cá của ngư dân bị cháy rụi, thiệt hại ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng. Hiện đơn vị chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân. Cảm ơn mọi người đã đồng hành, bấm nút like, nút đăng ký, bấm vào cái chuông để nhận nhiều video mới nhất. Xin chào, tạm biệt.